Giao tranh ở thủ đô Tripoli làm người bị thương tràn ngập các bệnh viện, tin từ Tripoli. Các vụ giao chiến ở thủ đô Tripoli đã làm ít nhất 43 người bị thiệt mạng và trên 460 người bị thương. Một khúc video của đài truyền hình Al Watania cho thấy là đám đông tập trung bên ngoài của một bệnh viện trong lúc người bị thương đang được chở tới bệnh viện. Theo đài Al Watania, bệnh viện tiếp tục nhận người bị thương, nhiều người bị thương rất nặng. Bộ Y tế đã kêu gọi người dân hiến máu để cứu chữa những người bị thương. Vụ đổ máu diễn ra từ ngày thứ Sáu là vụ đổ máu lớn nhất khi dân quân từ thành phố Misrata bắn vào khoảng 500 người dân biểu tình đòi chúng rút khỏi thủ đô. Giao chiến đang lan tới các vùng trong thủ đô. Dân quân Misrata tiếp tục cố thủ tại căn cứ của chúng gần phi trường Tripoli chống lại lực lượng chính phủ. Dân chúng vũ trang kéo xuống đường phố để buộc dân quân rút khỏi thủ đô. Giao chiến trong ngày thứ Bảy đã diễn ra ở thị trấn Tayura. Các nhóm dân quân khác đã cố thủ ở các trạm kiểm soát, không cho dân quân Misrata kéo vào thủ đô. Chính phủ Libya đã cố gắng sáp nhập các nhóm dân quân vào quân đội hay cảnh sát quốc gia, nhưng dân quân địa phương tiếp tục trung thành với những người chỉ huy của họ, tiếp tục chiếm giữ các vùng trong nước. Hội đồng thủ đô Tripoli đã kêu gọi đẩy tang cho những người bị chết trong thời gian 3 ngày. Thủ tướng Zaidan lên án việc dân quân bắn vào người biểu tình, lúc đầu diễn ra trong hòa bình và đòi chúng rút khỏi thủ đô. Hiện chưa biết chính phủ có thể làm được điều gì đối với dân quân. Trong các tháng qua, thành phần dân quân đã chiếm các cơ sở dầu lửa, làm cho ngành xuất cảng ngừng hoạt động.